Một cô gái luôn cho chúng ta thấy sự mạnh mẽ. Thực ra họ đang giấu đi sự yếu đuối của mình. Họ cũng không muốn cho ai biết. Vì sau nhiều tổn thương và rất nhiều chuyện xảy đến, họ nhận ra ngoài việc tự bản thân cố gắng gồng mình đứng dậy thì không có ai có thể làm tốt hơn chính họ. Và đôi khi họ còn chính là điểm tựa cho người khác. Đôi lúc cũng vì kìm nén quá lâu mà cô ấy bật khóc như một đứa trẻ. Đó là lúc họ được sống đúng với những giây phút yếu đuối, không phải gồng gánh nữa. Mạnh mẽ không có nghĩa là giữ cho mình một hình mẫu vô cảm, lạnh lùng và xa cách với mọi thứ. Trên một góc nhìn khác, mạnh mẽ là mình dám sống thật với mọi suy nghĩ, cảm xúc trong con người mình, dám đối mặt và dám từ bỏ. Với những ý nghĩa, những thông điệp từ một chiếc vòng xinh xắn, đáng yêu này, mong rằng nó sẽ xoa dịu những tổn thương của bạn, giúp bạn biết chia sẻ, mở lòng yêu thương, khéo léo hơn trong các mối quan hệ, và đặc biệt sẽ đem lại cho bạn một cuộc sống mới, tự tin hơn và hạnh phúc hơn.